Welcome to our class, English 5. It's nice to talk to you again. Kính chào quý phụ huynh. Cô mến chào các em học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em để học tốt tiết học. Các em chuẩn bị cho cô sách học sinh tiếng Anh 5, sách bài tập, vở ghi bài học và đồ dùng học tập nhé. Yes, are you ready? Okay, now today we continue unit 6. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái đơn vị bài học số 6. Okay, how many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Vietnamese, lesson là bài học hay là tiết học. Hôm nay chúng ta có bao nhiêu bài học hay là bao nhiêu tiết học? Yes, how many lessons do you have today? Today we begin lesson 1. Hôm nay chúng ta bắt đầu cái tiết học thứ nhất của đơn vị bài học số 6 là lesson 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 on page 40 and 41. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết học thứ nhất. Học cho cô từ mục số 1, số 2, số 3, số 4, 5 và 6, trang 40 và 41. Yes. No. The first, before studying, we play a game. Yes, phần khởi động chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi. Okay. No. Look at the rings. Các em nhìn quan sát màn hình cho cô. Yes. Hey. Mỗi một vòng tròn cô có những chữ cái. Các em sắp xếp những chữ cái này cho thành từ chỉ về số đếm cho cô. Yes. Do you know numbers? Các em nhớ số đếm không nè? Yes. Okay. Now, let's start. Finish. Yes. Now, who can? One. Yes. Good job. Two. 10. Yes, that's right. Continue. What? 4. Okay, good job. What? 8. Yes, that's right. Good. And continue. What? 2. Okay, good job. 9. Yes, that's right. What? 7. Okay, wonderful. And continue. Yes, 6. Okay, that's right. What? 3. Yes, wonderful. And the last word. 5. Yes, that's right. Good. Now, listen and repeat after me. 1. 10. 4. 8. 2. 9, 7, 6, 3, 5, yes. Những từ cô mới vừa ôm là nói về số đếm. Ok, now continue. Xin cho cô cái hoạt động khởi động thứ hai. Now look at the rings. Yes, nhìn lên trên màn hình cho cô. What? Cô có những từ chữ cái nói về môn học mà chưa có theo thứ tự đúng. Các em nhìn vào những cái chữ cái này xếp lại thành cho cô một từ chỉ về môn học. Yes or no? Yes. No. Let's start. Good. One. What? Art. Môn mỹ thuật. Yes. Good job. And number two. Math. Yes. Wonderful. Math. Môn toán. Yes. What? Music. Yes, that's right. Music. What? Môn lịch sử. Yes, in English. History. History. Good. What? Very easy. Môn tin học. Yes, IT. IT. And continue. What? Môn tiếng Việt. Good. Vietnamese. Vietnamese. Môn tiếng Việt. Okay. What? Very easy. Good. English. English. Yes. What?
Môn khoa học. Yes, science. Science. What? Môn thể dục. PE. PE. Okay. And the last. Yes, very excellent. Geography. Geography. Yes, good job. Now listen and repeat after me. Art. Art. Must. Must. Music. Music. History. History. IT. IT. Vietnamese. Vietnamese. English. English. Science. Science. PE. PE. Geography. Geography. Yes. Hey, vừa rồi cô ôm cho các em về số đếm và từ nói về môn học. Yes. Now, we start the new lesson. Chúng ta bắt đầu bài học cho cô. Open your book on page 40. Các em mở sách học sinh của mình ra cho cô trang 40. Yes. Now, unit 6. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học hoặc là bao nhiêu bài học? Yes. Now, who? My, good. Who? Yes, bạn Long là bạn của bạn Mai. Hai bạn đang nói chuyện với nhau qua internet. Yes. Now, you listen the conversation between Mai and Long. Now, listen the conversation carefully. Page 40, Unit 6. How many lessons do you have today? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hi, Long. How was your trip home? Hi, Mai. It was good, thanks. B. Do you have school today, Mai? Yes, I do. C. How many lessons do you have today? I have 4. Maths, Vietnamese, music, and PE. D. How about you? Do you have school today? Not today, but tomorrow. I'm still on holiday. Okay, now listen the second time. Các em nghe lại cho cô lần thứ hai. Page 40, Unit 6. How many lessons do you have today? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hi, Long. How was your trip home? Hi, Mai. It was good, thanks. B. Do you have school today, Mai? Yes, I do. C. How many lessons do you have today? I have 4. Maths, Vietnamese, music, and PE. D. How about you? Do you have school today? Not today, but tomorrow. I'm still on holiday. Yes, no. Bạn Mai chào là hai lần chào bạn Long. Yes. How was your trip home? Cái chuyến về nhà của bạn như thế nào? Hay bạn Long đáp lại là hi Mai. Chào bạn Mai. It was good. Thanks. Nó rất tốt. Cảm ơn bạn. Yes. Now picture B. Bạn Long hỏi là do you have school today? Hôm nay bạn có đi học không? Không Mai. Bạn Mai đáp lại là yes, I do. Vâng, mình có đi học. Bạn Long hỏi how many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Bạn Long hỏi là hôm nay bạn có bao nhiêu bài học hay là bao nhiêu tiết học? Yes. Bạn Mai đáp lại là I have 4. Much. Vietnamese, music, and PE. Hôm nay mình có 4 tiết học.
hay là 4 bài học đó: toán, tiếng Việt, âm nhạc và thể dục. Yes. Này, bạn Mai hỏi lại bạn Phong, how about you? Còn bạn thì sao? Do you have school today? Hôm nay bạn có đi học không? Yes. Này, bạn Long đáp lại là not today, but tomorrow. I'm still on holiday. Này, hôm nay thì mình không có đi học, nhưng mà ngày mai thì có. Này, I'm still on holiday. Mình vẫn còn trong cái ngày nghỉ. Yes. No. Qua đoạn hội thoại giữa bạn Mai và bạn Long, các em lưu ý cho cô một mẫu câu là hôm nay bạn có bao nhiêu bài học hay là bao nhiêu tiết học. Mình hỏi bằng câu nào đây? Yes. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Hôm nay bạn có bao nhiêu tiết học? Yes. Rồi bạn Mai trả lời là I have 4 March Vietnamese Music and PE. Mình có 4 tiết học hay là 4 bài học. Bài học toán, tiếng Việt, âm nhạc và thể dục. Yes. Rồi, câu hỏi how many lessons do you have today? Và câu trả lời I have 4 Maths, Vietnamese, Music and PE. Yes, là trọng tâm của bài học ngày hôm nay. Hỏi đáp về bạn có bao nhiêu bài học hay là bao nhiêu tiết học. Yes, no. Open your notebook and write the model sentence please. Em mở vở bài học của mình ra và viết cho cô mẫu câu vào. Model sentences. Yes, mẫu câu. Rồi, hôm nay chúng ta học mẫu câu gì? How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Hôm nay bạn có bao nhiêu bài học hay là bao nhiêu môn học, tiết học? Yes. Và trả lời cho cô là I have. Rồi, có 4 môn học thì trả lời là I have 4. Có 3, I have 3. Và có 5, I have 5. Yes. Và có mấy môn thì mình sẽ liệt kê ra cho bạn. Ok, để luyện tập cái mẫu câu chúng ta vừa mới học thì các em xem cho cô phần số 2 nhỏ. Point and share. Yes. How many lessons do you have today? Number 2, point and share. Now listen carefully. Page 40, activity 2. Point and say. How many lessons do you have today? I have maths, IT, science, Vietnamese, and English. Monday. Rồi các em nghe cho cô. Monday, thứ hai. Maths, IT, science, Vietnamese, English. Tuesday. Maths, Vietnamese, English. Wednesday. Maths, music, Vietnamese, PE. Thursday. Maths, science, art, Vietnamese. Friday. Maths, Vietnamese, English. Yes. Rồi, các em nghe kỹ lại cho cô lần thứ hai. What? Những cột này là subjects, là môn học. Lesson là bài học. Yes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Và những thứ trong tuần. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Yes. Rồi, môn nào mình có thì mình sẽ thấy đánh dấu tích vào. Yes. Now listen the second time. Page 40, activity 2. Point and say. How many lessons do you have today? I have maths, IT, science, Vietnamese, and English. Monday. Maths,
IT, Science, Vietnamese, English. Tuesday. Maths, Vietnamese, English. Wednesday. Maths, music, Vietnamese, PE. Thursday. Maths, science, art, Vietnamese. Friday. Maths, Vietnamese, English. Yes, no. Các em làm việc theo cặp cho cô. Number one ask, bạn thứ nhất hỏi cho cô. Hôm nay là thứ hai thì hỏi bạn có bao nhiêu tiết học hay là bao nhiêu môn học. Sẽ hỏi bằng câu how many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Và bạn trả lời, em nhìn vào ngày thứ hai, có những môn học nào được tích thì môn học đó mình sẽ có học. Yes, now work in fair in 4 minutes. Này, các em hỏi và đáp cho cô về những thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Yes. Quickly. Finish. Yes. Now, it's time for practicing. Tới giờ chúng ta luyện tập. Now, look at number one. What? Yes. Cậu nói về môn học. Math, IT, science, art, music, Vietnamese, PE, English. Yes. Monday, hôm nay là thứ hai. Yes. Thứ hai bên mình xem thời khóa biểu có tích vào những môn nào đây. Math, IT, science, Vietnamese, English. Yes. Thì hỏi cho cô hôm nay bạn có bao nhiêu tiết học? Mình hỏi bằng câu như thế nào đây? Yes. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Okay, and answer. Yes, I have. Các em đếm có bao nhiêu đây? Yes, I have 5. Hôm nay tôi có 5 tiết học. I have 5. Math, IT, Science, Vietnamese, and English. Yes, very excellent. Now, another fair. Cho cô một cặp khác nè. Yes, now listen. How many lessons do you have today? I have 5. Math, IT, Science, Vietnamese, and English. Yes, very good. Thank you. Now continue to number 2. Rồi, sang cho cô ngày thứ 3. Yes, Tuesday. Rồi, hôm nay tiếp vào mấy môn học đây? Yes, 3 môn học. Okay. Now, you ask and you answer. Ask, hỏi bằng câu như thế nào đây? How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Now, answer. I have, yes, I have 3. I have 3. Hôm nay mình có 3 môn học. Math, Vietnamese, and English. Yes, that's right. Now listen and repeat after me. How many lessons do you have today? I have 3. Math, Vietnamese, and English. Yes. Now, sang cho cô thứ tư, Wednesday. Yes. You ask. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Vietnamese, hôm nay bạn có bao nhiêu tiết học? Bạn trả lời là I have. Các em đếm vào cái dấu tích. 1, 2, 3, 4. Yes. I have 4. Math, music, Vietnamese, and PE. Yes. Well done. Now, listen and repeat after me. How many lessons do you have today? I have 4. Maths, music, Vietnamese, and PE. Good. And continue to Thursday. Rồi xin cho cô tiếp là ngày thứ 5. Yes. How many lessons? Yes, các em đếm cho cô. Now, who can?
Yes, now listen. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Now answer. I have 4. Math, science, art, and Vietnamese. Yes or no, Lars? Yes, good job. Bạn trả lời là hôm nay bạn có 4 tiết học. Tiết học thứ nhất là Math, kế là Science, kế là Art, và tiết học cuối cùng là Vietnamese. Tiết học cuối cùng mình dùng từ and. Good job. And the last, xin cho cô về thứ 6, Friday. Yes. Now, who can? Good. Listen. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Hôm nay bạn có bao nhiêu tiết học, bao nhiêu bài học? Oh, I have, yes, I have 3. Math, Vietnamese, and English. Very excellent. Now, ở nhà các em luyện đọc lại cho cô cái mẫu câu How many lessons do you have today? Và trả lời cho cô là I have, và trả lời cái số tiết học ngày hôm nay mình có. Mình có 3 tiết học thì mình liệt kê ra cho bạn nhằm những tiết môn gì. Nếu mình có 4 thì mình liệt kê ra 4 tiết gì. Và có 5 thì liệt kê ra 5 tiết gì. Yes, no. We continue to number 3. Let's talk. Xin cho cô phần số 3 nhỏ. Yes. Let's talk. Chúng mình cùng nhau nói. Ask and answer questions about the lesson you had today. Vietnamese, các em hỏi và trả lời những câu hỏi về những tiết học hay là bài học mà hôm nay chúng ta có. Yes. Now, number 1. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Vietnamese, hôm nay bạn có bao nhiêu tiết học hay là bao nhiêu bài học? Yes. Mình trả lời là I have, có 3, 4, 5, 6 bài học thì mình nói cho bạn nghe. And number 2, what lesson do you have today? What lesson do you have today? Vietnamese, hôm nay bạn có những tiết học gì hay là những bài học gì? Câu số 1 là hỏi về số lượng. Câu số 2 là hỏi bạn có những tiết học gì, những môn học gì. Trả lời cũng giống như câu 1 mà mình không có ghi là cái số môn học là bao nhiêu. Ví dụ như hôm nay mình có toán, có tiếng Anh, có môn tiếng Việt. Ở trên này thì mình có 3, có 4, có 5. Yes. And number 3, do you have music today? Do you have music today? Vietnamese. Hôm nay bạn có môn âm nhạc không? Yes. Có trả lời là yes, I do. Và không có trả lời là no, I don't. Yes. Now, you work in fair. You ask and answer 3 questions in 2 minutes. Các em hỏi đáp cho cô trong vòng 2 phút. Finish. Yes. Yes. Now, who volunteer? Okay. Now, listen. How many lessons do you have today? Bạn trả lời là I have 3. Math, Vietnamese, and IT. Yes, hôm nay bạn có bao nhiêu bài học? Mình trả lời là có 3 bài học. Bài học toán, tiếng Việt và tin học. Yes. Number 2, what lesson do you have today? What lesson do you have today? Hôm nay bạn có những bài học gì? Now, answer. I have Math, Vietnamese, and PE. Hôm nay mình có bài học toán, bài học tiếng Việt và bài học thể dục. Yes. Cũng tương tự như câu trả lời số 1 mà mình không có ghi cái số bài học cụ thể vào đây. Mình chỉ trả lời là cái tên bài học thôi. Yes. And number 3, do you have music today? Hôm nay bạn có âm nhạc không? Bạn trả lời là yes, I do. Vâng, mình có. Yes, very excellent. Now another fair. Cho cô cặp khác nè. Yes. Okay. 1.
How many lessons do you have today? I have 4. Math, art, English, and PE. Rồi, hôm nay tôi có 4 bài học. Môn toán, mỹ thuật, tiếng Anh và thể dục. Yes, that's right. And number 2. What lesson do you have today? What lesson do you have today? Hôm nay bạn có những bài học gì? Trả lời cho cô là I have math, art, English and PE. Hôm nay mình có toán, có mỹ thuật, có tiếng Anh và có thể dục. Yes. Cũng giống như câu trả lời số 1 mà mình không có ghi cái số lượng. Okay. And number 3. Do you have science today? Do you have science today? Hôm nay bạn có bài học khoa học không? Bạn trả lời là no, I don't. No, I don't. Vâng, mình không có. Yes, very wonderful. Now another fair. Yes, now listen. How many lessons do you have today? Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học, bao nhiêu tiết học? Yes. Bạn trả lời là I have 5. Bạn có 5. Yes. Math, Vietnamese, IT, art and English. Hôm nay mình có toán, có tiếng Việt, có tin học, mỹ thuật và tiếng Anh. Hôm nay mình có 5 bài học. Yes, and number 2. What lesson do you have today? What lesson do you have today? Bạn trả lời là I have math, Vietnamese, IT, art and English. Yes, hôm nay mình có toán, tiếng Việt, tin học, mỹ thuật và tiếng Anh. Okay, and number 3. Do you have English today? Hôm nay bạn có môn tiếng Anh không? Yes, I do. Very excellent. Ở nhà các em luyện cho cô những câu hỏi How many lessons do you have today? Và câu What lesson do you have today? Và câu hỏi trả lời yes, no bắt đầu bằng Do you have? Em hỏi bạn có môn học gì thì các em hỏi vào. Có trả lời là yes, I do. Và không có trả lời là no, I don't. Good. Continue to number 4. Sau này cô phần số 4 nhỏ. Listen and tick. Yes. Now number 4. Listen and tick Vietnamese. Các em nghe và đánh dấu tick. Yes. Now how many people are there? How many students? Yes, there are 3 students. Có 3 bạn học sinh. Bạn thứ nhất tên là Long. Yes. Bạn thứ hai Min và bạn thứ ba Lan. Okay. What? Math, science, IT, PE, music, art, English, Vietnamese. Bên cột này là những môn học. Yes. Các em nghe cho kỹ coi bạn Long có những môn học nào thì các em tick vào cái cột của bạn Long. Và bạn Minh có những môn học gì thì các em tick vào đây cho cô. Và bạn Lan có những tiết học gì, có những bài học gì các em tick vào đây cho cô. Yes. Now, listen carefully. Page 41, Activity 4. Listen and tick. 1. Hi, Nam. Hello, Long. Are you at school now? Yes, it's break time now. Oh, good. How many lessons do you have today? I have 3. Maths, IT, and science. How about you? I'm on holiday today. 2. Hi, Min. Hi, Quan. It's nice to talk to you again. Are you at school? Yes, it's break time. And you? Yes, it's break time for me too. Oh, really? How many lessons do you have today? I have 4. Science, music, art, and IT. 3. Hello, Lan. Hello, Nam. How was your trip home? It was good, thanks.
Do you have lessons today? Yes, in the afternoon. How many lessons do you have today? I have 5. Vietnamese, English, Maths, IT, and PE. Okay, easy or difficult? Yes, very easy. Các em nghe những cái môn học rất là rõ. Các em nghe cho cô cái bảng lông có bao nhiêu, có 3, có 4, có 5. Chú ý cái số điểm và chú ý cái môn học. Yes. Now, listen again please. Nghe lại lần thứ hai cho cô. Page 41, activity 4. Listen and tick. 1. Hi, Nam. Hello, Lung. Are you at school now? Yes. It's break time now. Oh, good. How many lessons do you have today? I have 3. Maths, IT, and science. How about you? I'm on holiday today. 2. Hi, Min. Hi, Quan. It's nice to talk to you again. Are you at school? Yes. It's break time. And you? Yes, it's break time for me too. Oh, really? How many lessons do you have today? I have 4. Science, music, art, and IT. 3. Hello, Lan. Hello, Nam. How was your trip home? It was good, thanks. Do you have lessons today? Yes, in the afternoon. How many lessons do you have today? I have 5. Vietnamese, English, Maths, IT, and PE. Okay, now we listen and correct please. Chúng ta cùng nhau sửa bài cho cô. Page 41, activity 4. Listen and tick. 1. Hi Nam. Hello Long. Hi Nam, hello Long. Hai bạn Nam và bạn Long chào nhau. Are you at school now? Bạn Nam hỏi are you at school now? Bạn có ở trường không? Bạn Long trả lời như thế nào đây? Yes. It's break time now. Có nhưng mà tới giờ giải lao. It's break time now. Oh good. How many lessons do you have today? Oh, good. How many lessons do you have today? Mẫu câu quan trọng để mình nghe đây. I have 3. I have 3. Bạn Lâm có 3 tiết học. Maths. Maths, Vietnamese. Yes, maths, toán. IT. IT. Yes. Science. Yes or no? Math, IT, and science. Very good. Now, how about you? I'm on holiday today. 2. Hi, Min. Hi, Quan. It's nice to talk to you again. Are you at school? Yes. It's break time. And you? Yes. It's break time for me, too. Oh, really? How many lessons do you have today? Yes, các em nghe kỹ ha. How many lessons do you have today? I have 4. I have 4. Science? Science. Yes. Music? Music. Yes. Art? And art. Art. Yes. IT? And IT. Yes or no? Yes, that's right. 3. Hello, Lan. Hello, Nam. How was your trip home? Chuyến du lịch ở nhà của bạn đã như thế nào? It was good, thanks. Do you have lessons today? Yes, in the afternoon. How many lessons do you have today? Các em nghe kỹ ha. How many lessons do you have today? I have 5. I have 5. Bạn Lan hôm nay có 5 tiết học, 5 bài học.
Vietnamese. Ah, Vietnamese. Yes, Vietnamese. English. Ah, English. Good. Maths. Ah, math. Yes, math. IT. IT. Yes. And PE. And PE. Good, very excellent. Now, you listen very well. Now, copy down the answer in your book, please. Các em viết đáp án vào sách cho cô. Yes. Hay ở nhà các em tự mở sách của mình ra nghe. Rồi các em bấm dừng lại để mình kiểm tra đáp án của mình trước khi xem đáp án của cô nhé. Ok. Finish. Yes. Now continue to number 5. Sang cho cô phần số 5 nhỏ. Read and complete. Vietnamese. À, các em đọc và hoàn thành. Yes. À, các em đọc thông tin nói về bạn Trung. Good. À, các em tìm cho cô những từ này để điền xuống đây cho thích hợp. Ok. One, art. Vietnamese. À, môn mỹ thuật. Four. Yes. Số điểm. Rồi số 4. Lesson. À, là bài học hay là môn học. Wednesday. Vietnamese. Wednesday. À, thứ tư. Tuesday. Thứ ba. À, thứ nào đứng trước trong tuần nè? Yes. Thứ ba. Ok. Now. Fitness. Yes. Now. Correct please. My name is Trung. À, tên của mình là Trung. Yes. I'm a new pupil in my class 5B. À, mình là một học sinh mới ở trong lớp ở 5B. Yes. Today is. Hôm nay là thứ ba hay là thứ tư? Yes. Today is Tuesday. À, hôm nay là thứ ba. Good. I have 5. Hi, math, Vietnamese, science, IT and PE. Hồi hôm nay mình có 5. Toán, tiếng Việt, khoa học, tin học và thể dục. Thì hôm nay mình có 5 bài học. Yes, that's right. Điền cho cô từ lesson. Tomorrow is hôm nay là thứ ba, vậy thì ngày mai là thứ tư. Yes, good job. Tomorrow is Wednesday. Ngày mai là thứ tư. I'll hey, mình sẽ có lesson, math, Vietnamese, music and ngay chỗ này là cái môn học và cái gạch số 4 là số điểm. Thì hôm nay ngày mai là thứ tư thì mình sẽ có 4 tiết học, môn toán, tiếng Việt, âm nhạc và mỹ thuật. Yes, very excellent. Now, correct in your book, please. À, các em sửa đáp án vào trong sách cho cô. Finish. Yes. Now, are you tired? Okay. À, phần cuối cùng của tiết học ngày hôm nay là phần lesson. The name of the song. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Rồi, hôm nay bạn có bao nhiêu tiết học? Now listen carefully. Yesterday was Sunday. It was a holiday. Today's Monday and I'm back to school. I have 3 lessons. Math, English and science. Tomorrow's Tuesday. I'll be at school again. I'll have 3 more lessons. Math, music and art. How about you? How many lessons do you have today? Now listen the song carefully. Page 41. Activity 6. Let's sing. How many lessons do you have today? Yesterday was Sunday. It was a holiday. Again, I'll have 3 more lessons.
Now the song is very interesting. Hi, ở nhà các em luyện hát bài hát cho hay cho cô nghe nhé. Yes. Now about homework. Hi, ở nhà mình làm gì nè? Learn by heart the lesson. Rồi các em học thuộc từ vựng, học thuộc cấu trúc câu cho cô. Hi. Practice model sentences. Luyện tập lại cái mẫu câu. How many lessons do you have today? Hôm nay bạn có bao nhiêu tiết học hay là bao nhiêu bài học? Yes. Và trả lời cho cô là I have 3, 4, 5, 6. Có mấy bài học thì các em liệt kê ra cho bạn biết. Yes. Và phần cuối là refer next lesson. Chuẩn bị cho cô tiết học kế tiếp. Unit 6, lesson 2 on page 42 and 43. Yes, no. That's all for the lesson. I hope you enjoy my video. Goodbye. See you later. Nếu các em có muốn thêm những bài học thú vị khác thì hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu Học Thật Hay nhé. Hẹn gặp lại các em. Mến chào tạm biệt.